tình yêu, càng nhiều hy sinh thì càng tô thắm cho cái tình yêu thêm đẹp, thêm hạnh phúc. Bởi vậy mà Ca Dao có nói cái câu này: con đường nghiền nát dầu cau nên màu đỏ thắm, nên màu sắt son. Đúng như vậy. Cái ngày mà mình hồi hộp mong chờ bao năm nay cuối cùng cũng đã đến. Ngày hôm nay đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời em và anh. Ngày mình sẽ chính thức được sánh bước bên nhau vào thánh đường để bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2022, là ngày tuyệt vời linh thiêng nhất trong cuộc đời của anh. Ta sẽ mãi nắm tay nhau đi suốt cuộc đời em nhé. Anh yêu em. Thời gian đối với tất cả chúng ta và mỗi con người đều đáng hữu hạn. Sống cho gia đình, xây dựng hạnh phúc, con chăm em an và sự nghiệp, làm sao cho mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm hiệu quả nhất. Cố tặng con cái đồng hồ. Hiểu.